các bạn. Ai hốt thì mà. Tìm các con vật và xem giống các cái đống cát này. Bây giờ anh em mình sẽ đi tìm những các con vật và siêu anh hùng. Mời các bạn cùng đi theo mình nhé. Ok, let's go. Đi đấy đâu? Hey. Các bạn ơi. Đâu, từ từ xem nào, cái gì đây? Cá. Phải cá không? Cái đuôi gì đấy? Wow, một đuôi cá to thế. Có gì đấy em Tài? Cái đuôi. Gãy đuôi à? Thế cá nằm dưới đấy, bơi đi. Tìm đi, tìm đi đào đi. Wow. Đây là một con cá. Con cá các bạn nhá. Anh ngồi đã tìm được một con cá vàng à. Con nhanh nhanh ở đâu rồi? Nhanh đâu? Đây là một con cá chép các bạn ạ. À, bố bố rỗ Tài lấy rỗ đấy, lấy rỗ đấy bố vào. Rỗ đâu? Ừ, rồi. Nhanh nhanh bỏ rỗ đâu? Ở đây không có. Cái đầu gì đó? Đây là con gì nhỉ? Con gà. Đang con gà nó buổi sáng hay đánh thức mọi người dậy đó các bạn ạ. À đúng rồi, đây là trống nha. Em Tài phát hiện ra gì đấy? Nhện. Wow. Nhện đấy. Spiderman à? Đúng rồi. Đâu? Đấy. Rồi, một cái đuôi gì đây? Con gì đây? Vâng. Phải không? Phải. Wow, đây là cúng. Cái trên này. À, đây là cúng lông gì? Cúng lông ma sư. À, thì con cúng lông này nó thích ăn những loài cây và thịt. À, đây là cúng lông ba sừng nhá. Cúng lông ba sừng. Là một loài cúng lông thích ăn cỏ các bạn ạ. À, nó có cái sừng này. Sừng này. Nhiều sừng chưa? Tài xuống đây đi. Cái đuôi gì? Rồi, lại con gì đây? Hey. Wow. Con gì đây bạn đây? Con mèo. Con mèo này nó rất thích ăn chuột và wow. À, đây là một con mèo. Cái Tài có biết con gì không? Con mèo. À. Ở đây có con gì đấy nè. Đâu? Hả? Cái gì ạ? Bơi á? Đào ra xem cái đây. Bơi ba. Bơi ngang đâu rồi? Đây là một con lừa. À, đây con lừa đúng không? Bơi ba. Nó rất thích ăn cỏ giống như con ngựa. À, đúng đấy. Bơi. Hả? Con lừa này. Bơi. Bơi ngang đâu rồi? Bơi nào mà tiên đi? Con lừa này nó rất bí ạ. Đây là con lừa các bạn ạ. Đây con lừa nhá. Con lừa nó cũng gần gần với con ngựa nhưng mà nó bé hơn. Đúng không? Ủa, thấy một cái gì đây? Cái gì đỏ đỏ đây? Tài ơi, ở đây có gì đỏ đỏ này? Đây. Rồi, tôi cào ra xem coi cái gì. Cái gì mà đỏ đỏ thế? Cào mạnh nhá. Wow. Gì đây? Một người nhện. Người nhện này Spiderman chuyên... đúng không? Vâng. Người nhện này chuyên đi cứu những các con cứu. À đây là một siêu anh hùng phải không? Một siêu anh hùng chuyên đi cứu những các chuyên giúp đỡ các mọi người gặp nạn đúng không? Vâng. Người nhện này là người tốt. Ok. Wow, cái chỗ này cái gì đấy? Cái kia này nè, có con gì đây? Đây. Đâu? Đây. Đấy, con gì đó? Hơi. Con gì đây? Con cá. À, một con cá à? Wow, con cá này cá màu gì đây? Cá màu cam. Cá này có giống cá mập không? Không. Không phải đúng không? Cá này nó người ta nuôi để giống một cá trắng hay sao các bạn? Ok. Đây, phát hiện này, bố phát hiện đây một con gì nữa này, đang nằm đây này.
Con gì đang nằm đây? Con lợn. Đúng không? Em Tài ơi, đây này, Tài ơi. Hả? Tài ơi, đây này, con lợn này. À, con lợn rất là đẹp các bạn nhá. Đây là một con lợn gì đây, Tố? Lợn đực. À, lợn đực á? Vâng. Đó, sao con biết con lợn đực? Đây, nó có chim đây. Đâu? Đây. À. Serious? Đúng rồi các bạn nhá, đây là một con lợn được nhá. Con lợn hay con quạ là con heo đấy. Ơi. Khủng long à? Đây hai con khủng long bé à? Ơi ba. Khủng long. Đây khủng long kìa. Hai cái gì đây? Xuất hiện cái gì đây? Cái gì đây? Cái đây em ta. Siêu nhân. Hả? Siêu nhân à? Superman à? Wow, phải Superman không? Phải. Đây cũng là một siêu anh hùng. Một siêu anh hùng. Cứu những các con, cứu những các con người. Đúng rồi, đây là siêu anh hùng Superman. Đây này. Rồi, hiện tại đã phát hiện ra cái gì đây? Con phát hiện ra cái này này. Wow, lại một siêu anh hùng nữa. Đây nữa này. Wow, đây là siêu anh hùng gì đây? Siêu anh hùng Batman. À, đúng rồi. Là một người rơi. Đúng rồi, người rơi. Chuyên đi. Và chuyên đi giải cứu các con người và đối đầu với Super. Đây, tìm được cái gì đây? Gì to thế? Con gì to thế? Ui, chà. Wow. Đây, con gà gì đây em Tài? Gà trống. Hả? Gà. Con gà trống này buổi sáng tỉnh thức mọi người dậy để con gà trống thường là đánh thức tất cả mọi người vào buổi sáng sớm đúng không? Buổi sáng. Đây này. Đây đây cái gì đó, cái gì mà trắng trắng đây? Cái gì trắng trắng đây? Em bò. Wow, một con bò xinh đẹp phải không? Con bò này nó có cái này này. À, đấy, này đấy là cái bầu sữa nhá. Cái bầu sữa để nông dân nuôi nó để vắt sữa ra để uống. Các nông trại. Nông trại đúng không? Thằng nuôi bò sữa để lấy sữa để uống đúng không? Vâng. Cắt đi, cắt vào đây. Các bạn ơi. Ôi, có gì này? Wow. Đuôi gì đấy? Wow. Một con ngựa. Đúng rồi, đây là một con ngựa. Con ngựa này nó tai nó bía. Nó cũng thích ăn cỏ. À. Con ngựa này nó chạy nhanh hơn con ngựa. À chính xác, đúng rồi. Con ngựa này các bạn nha, một con ngựa này thì thường nó chạy. Người ta nuôi con ngựa để làm gì nhỉ? Chở hàng hóa. À để vận chuyển và di chuyển đúng không? Di chuyển cho nhanh. Hả? Hàng hóa đúng rồi, có kéo xe. Gà nữa này. Ủa, bỏ con gà vào. Wow, nhiều thế nhỉ? Ủa tôi ơi, hình như con thấy cái đuôi tỏa ra con này. Đâu? Đâu cái gì màu vàng vàng hay hồng hồng kia? Chim màu vàng vàng đấy. Con cừu. À đúng rồi, con cừu các bạn ạ. Đây là một con cừu đúng không? Con cừu này thường là người ta để lấy lông con cừu để làm áo ấm. À đúng rồi. Ui, có máy bay kìa. Đấy. À đúng rồi, có cả máy bay nữa các bạn ơi. Đây, xem máy bay nào. Máy bay rất chi là cao nha. Hả? À, đây xem cái gì này, cái gì này, cái gì màu hồng đấy đây. Đây. Ui cái đuôi thỏa. Cái đuôi thỏa đang này. Có gì đó? Wow. Một con lợn. Có gì đấy em Tài? Con lợn, con lợn. À con lợn này. Đây, là con lợn cái. Hả? Đấy em cái vú sữa đây. Wow. À đúng rồi, đây là một con lợn cái đúng không? Một con lợn mẹ đúng không? Vâng. Con lợn này nó thích ăn. Ui, lợn này. Ui, tôi ơi. Thích ăn rau củ quả đúng không? Các loại cám đúng không? Vâng.
đâu 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 cái đầu gì đấy, đầu con gì đấy, đầu con gì đấy em ta, con dê à, đây là dê bé, dê đực, sao con biết, nó có cái râu, à con dê đực thì thường nó có râu và cái sừng cái chim phải không? Vâng. Đây là cái chim ấy này. À, đúng rồi. Nó có sừng dài dài. Dài và cái râu đúng không? Rồi. Wow, rất chi là nhiều các con vật ở đây nha các bạn nhá. Một chim bé nào. Em tiếp đi. Rồi, chúng ta tìm tiếp nào. Con có quản không? Sắp tối rồi các bạn ơi. Đâu em Tài có tìm thấy gì nữa không? Cái gì đấy? Tài tìm thấy gì đấy? Rồi bây giờ cũng tối rồi. Ta sẽ tạm dừng video ở đây. Và xin chào tất cả các bạn. Xin chào tất cả các bạn. Rồi em Tài chào các bạn nào.